là vui, đó chính là kênh Thơ Nguyễn đã được 10 triệu đăng ký. Yeah! Bây giờ thì chị đang có, nói chung là đang rất là xúc động. Chị đang rất là vui, rất là hạnh phúc. Và chị cũng không hiểu là tại sao mình lại khóc, mà chị khóc từ tối hôm qua đến bây giờ luôn đó các em. Khi mà chị nhìn cái số đăng ký nó tăng dần đến 10 triệu đăng ký thì cảm xúc của chị nó như kiểu là vỡ òa luôn đó. Và trong video này thì chị muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các em, những bạn đã đồng hành cùng với chị qua một chặng đường rất là dài luôn, đó chính là hơn 7 năm. Lúc này thì chị mới hiểu được ý nghĩa của nút kim cương. Tại sao YouTube lại tặng nút kim cương cho những YouTuber đạt 10 triệu đăng ký? Bởi vì để đạt được 10 triệu đăng ký, chị đã trải qua rất là nhiều thứ. Không có một cái viên kim cương nào mà không có áp lực để tạo thành cả. Cho nên là đối với bản thân chị, một người làm YouTuber trong vòng 7 năm thì cũng có rất là nhiều áp lực. Nhưng điều may mắn của chị đó chính là luôn có được sự đồng hành của các em. Nên là bây giờ thì chị cũng chẳng biết nói cái điều gì nữa, chỉ là cảm ơn các em thôi. Sau bao nhiêu thứ trên cuộc đời này thì các em vẫn theo chị và truyền tải tới các em một thông điệp rằng là nếu như một ngày nào đó khi mà các em gặp những khó khăn trắc trở thì các em đừng dừng lại, hãy cứ bước tiếp đi. Nếu như các em dừng lại tại đó, sau này khi các em nhìn lại, các em sẽ chỉ thấy những hối tiếc, những nỗi buồn thôi. Còn khi các em bước tiếp thì một lúc nào đó nhìn lại, các em sẽ cảm thấy rằng bản thân của chúng ta đã cố gắng hết mình và chúng ta tự hào về bản thân của mình. Dù là có thành công hay thất bại trong tương lai thì chị hy vọng rằng các em luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng giống như chị đã từng nhé. Có nhiều bạn thì nói rằng chị là tuổi thơ của các em. Trong những năm tháng tuổi thơ đấy thì các em đã được cười này, vui vẻ này, được xem những video của chị. Nhưng mà các em không biết rằng ý nghĩa của các em đối với cuộc đời chị cũng rất là lớn. Các em là cả thanh xuân của chị. Bây giờ thì có nhiều bạn lâu lâu vẫn bình luận vào Facebook của chị nói rằng: "Chị ơi, em đã đi học đại học, có bạn còn có cả con nữa cơ, nhưng mà vẫn còn ủng hộ chị." Chị cảm thấy biết ơn vô cùng vì những thứ như thế. Những điều nhỏ nhặt thôi, chúng ta có thể chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà chúng ta luôn trao cho nhau những cái tình yêu. Và chị cảm thấy đó mới là thứ quý giá, còn quý giá hơn là cái nút kim cương chị sẽ nhận được cơ. Một lần nữa, chị xin cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn anh Tiểu Thúi, cảm ơn những người anh, người chị, những người bạn đồng hành với chị. Cảm ơn những phụ huynh đã ủng hộ cho chị trong một khoảng thời gian dài. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem lại hành trình 7 năm của chúng ta nhé.
Anh biết có nhiều bạn đã đồng hành cùng với kênh Thơ Nguyễn từ những ngày đầu. Đến bây giờ thì các bạn ấy mặc dù lớn nhưng vẫn còn nhớ và xem. Cũng có những bạn chỉ xem kênh một thời gian nhất định, 1 năm, 2 năm, 3 năm, sau đó các bạn ấy lớn và không còn xem chị Thơ nữa. Nhưng khi nhắc về Thơ Nguyễn thì đó như là một phần ký ức tuổi thơ của các em. Những ngày tháng học làm slam theo chị Thơ, học nấu ăn theo công thức bí mật đặc biệt của chị Thơ, ăn thử mì cay giống chị Thơ, hay là xin tiền mẹ để mua đồ trên shop của chị Thơ. Đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Những kỷ niệm mà khi lớn lên rồi, lâu lâu nhắc lại, chúng ta sẽ vẫn cảm thấy bồi hồi những ký ức vui vẻ về một tuổi thơ thật dữ dội. Trong suốt 7 năm đã có thật nhiều sự kiện diễn ra. Nhiều YouTuber hay TikToker mới xuất hiện, nhiều người thì cũng nghỉ làm YouTube, nhưng kênh Thơ Nguyễn thì vẫn đều đặn ra clip mới. Đến nay thì mặc dù đã không còn nhiều lượt xem như trước, nhưng anh và chị Thơ thì vẫn sẽ vui vẻ làm clip, bởi cả hai đều coi đó là một công việc, một thói quen, một niềm vui, và với động lực là vẫn còn đó những người ủng hộ và chờ đón clip của chị Thơ mà. Làm đến bao giờ thì anh không biết, nhưng anh và chị Thơ vẫn sẽ cố gắng từng ngày. 7 năm thì không dài, cũng không ngắn, nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm thật đẹp đẽ. Clip này thì không phải là clip cảm động đâu, mà hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng đến cho các em, để chia sẻ niềm vui của anh và chị Thơ đến với thành viên kênh Thơ Nguyễn. Hy vọng các em sẽ có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Và đừng quên cho video này một like nhé.